xong mà lại bán ngay rồi. À, bán đây rồi. Bán mấy cái rồi, bán nhiều. À dưới hôm qua cũng sút rồi. À đi à? Dưới anh có sút rồi. Về đâu đấy? Được rồi, về Bắc Giang. Có đi chơi là trên sàn trên Bắc Giang đấy. Cực đẹp xong nó mới gần 6 giờ phi xe về nhà tao hôm qua nó mới tắc đường anh chị. Được. Đi từ 1 giờ đấy. Được mấy vả? Gần 40. À, thế khá quá. Đấy, cái mạnh cái giả 25 suốt kìa. Thì thằng này chắc có khách cũng là 5 củ hay 7 củ nhưng mà... Phải làm ăn lớn mà. Ờ, đúng rồi. Khách lòng giòn chán lắm. Thì bây giờ cái đồ xấu mới bán hết đi để có tính gì nha cô. Chuẩn, chật nha. Đây là quần và tàu quần. Đấy. Quần là vằn gì đó. Dán quần này là nhập bên tàu rồi à? Con này... Bao tiền anh? 12 triệu. 12 triệu. Cái cây vốn mấy triệu trước bán chưa? Bán luôn. Bán hết chứ thế nào nữa. Đồ đi, đồ chơi thì hết chứ còn gì. Hết tất. Chỉ sợ đều làm kịp. Đấy, giờ sản xuất sao kịp. Bây giờ chỉ có đi, giờ chỉ tống vào máy ô tô thôi mà ra được. Chỗ này nó là chỗ cũ ấy. Cũ. Chỗ xi măng. Đúng, đúng đấy. Được. Đồ cũ đấy. Lành đấy nhỉ. Lành. Đây. Lành đấy. Đúng đồ đấy. Người thì tội đấy. Có bán riêng chỗ không? Bán. Bán hết. Đúng rồi, bán hết. Bán hết cho anh. Kể cả mua ghế còn bán nữa. À. Đúng rồi, xem bán hết. Bao tiền như chậu? Cái chậu này bao tiền? Chủ lấy 1.2 triệu. 1.2 triệu. 1.2 triệu chậu. Tức là... Hỏi cho anh em thôi, em chồng này nặng. Tức là bán cái giá nứt thôi, còn nếu mà không nứt thì phải bù đấy. 1.2 triệu chậu bán. Đấy, chị Hân. Giá nước triệu 2 còn nhiều chứ nước 2 nhiều. Để cho keo nào. Đâu anh còn cây nào nữa? Như lực xuống ngoài ăn đứt 7 triệu. 3 tiền thế này. Đây bản 20 triệu. 20 à? Phân ngon. Hay đấy. Giá đi kia đấy nhỉ. Cái độc số đi anh em toàn quốc giao lưu nào. Quả số của anh 0906. 0906. 123. 123. 882. Anh thân ạ. Thân nhưng mà này tùy tùy khỉ ấy. Tùy khỉ ấy là tùy ngôi. Đi ra ngoài thì toàn là mậu thân mấy biết là mậu thân 68. Như vậy là mậu thân 80. Đây xin năm 1968 đấy. Đang giúp nó mấy cây đèo đấy. 1968. Mày có mày, mày cái kia 68. 68, nó nào đúng mậu thân. Năm đấy Việt Nam chết hơi nhiều đấy. Chết nhiều ông này là năm mậu thân. Vẫn còn đời mày thì phải nói được. Mày tanh đấy. Rồi thọ lên già. Trời đánh không sót lại. Chết đấy. Thằng này nữa sao? Xin là cái năm mà Bác Hồ mà còn có 33 triệu dân đấy. Thanh lọc, thanh lọc dân số. Bây giờ hơn 90 triệu. Còn cả anh em cơm ca là giết thế giới. Có gì thì mẹ mày. Phải toàn cũng là mày. Trong nổ lổ ra mà nị. Đi chưa? Còn cơm ca là giết thế giới. Trong nổ lổ ra thì khỏi gì mà. Xương cá này bao nhiêu anh? Xương cá này bán 3 triệu rưỡi. Vừa nãy nhìn từ hoa giấy hoa xương cá. Xương cá. Lạ đấy. Nhìn. 3 triệu rưỡi à? Thế mà chả chờ em ra làm tí. Ừ. Chả chờ ra làm tí. Giờ mày đi làm của anh. Thèm quá. Đi, anh ở mày vừa mời chủ đi. Nhưng mà có hai anh em à? Cái này, hai anh em. Cái này chẳng bằng 20 triệu. Cái này đỡ khối. Sạch nhâm điện. Món này nó cũng đã một cách về nguyên bản. Đấy, 20 triệu. Cái 12 này 3 triệu rưỡi. Em quên gì hay ở đây đâu à? Món hồng ở trên nhà đại gia xanh như gì nhỉ? Xanh món hồng Văn Giang. Là dài Văn Giang. Đến Văn Giang mà. Thì đấy con này mà xin nhỉ? Ôi giời, thế thì lại bỏ con mẹ luôn. Xì thì lại không bao giờ vậy như này. Đẹp đấy. Sạch cây. Xì mà được như cây này thì cũng chết tiền. Xanh thì lại quá bình thường. Lưỡng Long Chầu Nguyệt à? Đâu còn cây nào nữa không? Còn cây nào nữa? Còn đây thôi. À rồi rồi ba. Thế còn à đây của anh Công đây nhỉ? Có ba tác phẩm. À. 1, 2, 3. Si này kinh đấy nhỉ? Một là si nhìn như có giò nhỉ?
búp hồng, một là kim quýt cổ thụ. Xi này bao tiền anh? Xi này của nó trần chỉ xuống cái năm 6 củ. 6 củ. Đấy. 6 củ. Rất là bệ đúc luôn, bánh luôn. Cái chậu nhà em lại thiếu ba cái chân này không có? Chốt. Ở cái chậu nhà em lại thiếu ba cái chân. Ở chốt. Đấy, ghê chưa? Kinh đấy. Giái này êm đấy, không phải đơn giản đâu. Nghe thấy như mía lùi rồi. Rồi, quá êm đấy, đặc sệt. Đấy, ông lấy cái đấy về. Đấy, con điện, con đá của nó thì thôi, phải bàn. Thay chậu rồi ấy. Giờ phá thế nào được? Cái này cần gì phá? Cái tay làm lại thì phá. Đây là cái lão mà, móc cái dế này ra đây. Lão móc ra thế nào đấy? Đây, giữ được mỗi tay này thôi. Có để cơ bản là bác phải sở hữu chứ bác mới nói được cái chuyện đấy. Trục chính ở đây này, nhưng còn đây là đây. Làm phù họa thôi, thấp hẳn vào đây, bỏ cái này đi, xong đẩy cái mầm này ra. Đang phục thiết rồi. Đấy. Bé nhưng mà già đấy. Này là tể tướng Lưu Gù à? Đã sở hữu được một bàn nhỉ? Sở hữu thì mình nói là cắt. Anh chưa sở hữu mình nên cắt. Cắt là bằng âm thanh cắt chứ không phải là... Chỉ có bác mới có thể cắt được thôi. Đi nhá. Không, không có được các bạn. Cái này thì ok, nhưng mà vấn đề giá bao nhiêu thôi, có sự thương. Anh em chở với nhau thì chắc là dễ như được. Hơn bò. Hơn bò. Gì được. Thì tầm không mùa xuân đâu. Con đấy đặc xịt đấy, đặc xịt đấy, đặc xịt đấy, đặc xịt đấy, đặc xịt đấy. Thế kim quýt là bao nhiêu nhỉ? Kim quýt đi 5 triệu. 5 triệu à? Này. Rất đơn giản luôn, gọi là chỉ kiếm công thôi. Anh bảo đoan thì mình luôn. Có cơm là bán thôi. Rất cổ vụ. Đi chờ làm niềm vui thôi mà. Nhưng mà bây giờ là đều có tinh cả rồi. Rồi. Được chưa? 3 tiền. Không thể nói quá được. Đấy, sang tiền đi. Cô đi. Đấy. Kim quýt. Để ông mang ra ông đâu? Ừ. Chưa. Tại vì ông mang đi ông lắp công trình luôn rồi. Đây nha, đây nha ông nha. Ông bửa cái dế này ra, ông cho bỏ cho viên đá ở đây. Cho cái dế này nó xòe vào viên đá cao cao đây này. Đặt thêm một miếng nhỏ nhỏ ở đây thôi. Tay bỏ. Bỏ đây, này, cái này ra đây. Tay chút tay bỏ đây, đây lấy cái này ra đây thay cái chỗ này. Cái này đúng. Sau này ông có cái tay đây rồi thì ông cắt sau nó đỡ trông. Bế tiêu. Chân vệ có quầm. Chỉ mỗi cái chậu này cũng hợp thôi. Kim quýt. Lâu lắm mày thấy cái kim quýt ấy. Cái to phết. Vâng. 5 triệu. Ngày xưa tìm không ra, bây giờ. Kim quýt. Cái đồ này vào khoảng gần đi nửa năm rồi. Ngâm rượu được đấy. Nửa năm rồi. Ngâm rượu được. Từ xanh đến đỏ xong rồi tím nữa. Ăn được mà, ngâm rượu. Nó họ nhà chanh nó nhìn cái tạch cảnh thì cái đan cảnh này đẹp nó đấy. Lâu lắm rồi thấy cây này kim quýt. 5 triệu nhỉ? 5 triệu anh? 5 triệu thôi, có nhiều đâu. Biết mà ấy. Một đất phẩm. Bây giờ... Đấy. Chợ chiếc. Cái được vài 300-400 là bán. Cơ bản mình mua được rẻ thì mình bán rẻ. Có ca gạo cho cháu, mà chúng nó cứ nói vống lên nghe có vẻ nó ảo ảnh quá. Được chưa? Đẹp đấy. Lòng không này thì bao nhiêu? Không thì của ai chứ của anh đây có 3 cái phần thôi. Đây đấy. Sáng thì này lắm này. Đây anh Trung này hết hàng à? Đây. Này mang bao nhiêu à? Đây anh mang ổi đây. Rừng ổi yêu thương đây. Yêu thương đây. 5 thân. 5 thân 5 triệu đúng không? Đây là bao nhiêu anh nhỉ? 3 triệu rưỡi nhờ. 3 triệu rưỡi đấy. Giá chốt là 3 triệu rưỡi. Chốt giá 3 triệu rưỡi nha. 5 thân. Già cốc đế. Đấy. Già đến tận ra nhiều răm. Hoa nhiều quả. Mời cắt. Đấy. Hoa quả rực rỡ luôn. Rừng ổi. Mình vẫn mê ổi lắm các bác.
Du đây. Du đây. Du. Du lá nhỏ ghê nhỉ. Du ta. Ta. 2,5 triệu lên đường. Chậu đẹp luôn nha, chậu Quảng Ninh ba chân này. Quảng Ninh ba chân. Chậu của em có cái chậu này, mất triệu rồi. Em có cái chậu mà mất ba chân. Cái gì à? Cái du. Cái du đấy. Nhất du nhì du ấy. Giờ vật này ra nó la rổ đỏ chót. Cái này nó không có hoa đâu. Không này. Đúng ra là có đấy. Đúng ra là có nhưng mà nó lâu. Mình không nhìn thấy mấy. Trắng trắng, hoa trắng. Mình ngày trước có ông chú ở ngoài Nhật Chính là ông cái chuyên du là nhìn thấy hoa. Có hoa mà. Nó màu nó kiểu như là dâu da xoan. Người ta trồng nó to như cái cây xoài kia kìa. Đấy. Nó ra hoa. Cây lâu đời nó ra hoa. Đấy. Tác phẩm này bao nhiêu tiền anh? Sách quê này 3 triệu. 3 triệu. Là nhìn chả khác gì Nam Điền. Đấy. Là quốc tế. Là quốc tế đại vương. 3 triệu. Hay quá. Thế nào đẹp. Quay đấy. Bà con nhìn đấy. Đấy. Bà con anh em mãi vô, mãi vô. Chết bạc anh đẹp. Đấy. Dạ đẹp. Đấy. Đẹp đấy. Nghệ nhân kiêm bác sĩ Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai là bao tiền anh? Cái này là này 2,8 triệu. 2,8 triệu. Đó. Tác phẩm nghệ thuật. Vượt quá. 2,8 triệu. Cái chậu này có tiền đấy. Chậu tàu ấy. Chậu mua ở thành 600. Đúng rồi. Tàu là tàu cũ đấy. Tàu cũ. Ê, ăn chơi ghê. Đầu tư cho nó đẹp luôn. Bác nào chơi thì đỡ phải đập đi thay chậu khác. Cái này là cái tàu mỏng cũ đây, đẹp đây. Được. Tác phẩm nghệ thuật đá thì một hòn luôn. Đấy. Nguyên khối. Nguyên bản. Một hòn. Thế còn cái này sao anh? Nốt. Nốt xanh này 3 triệu, xanh 5 điền. Xanh 5 điền. 3 triệu. Đấy. Chậu đẹp. Chậu đẹp, chậu cũng có tiền. Cây cũng xong rồi, chỉ việc chơi. Hay quá. Đấy. 8 triệu. Tuyệt vời đấy. Đồng hồ đẹp ghê. Xoay mù tít nhá. Được rồi đấy, được rồi đấy. Làm phát từ trên ngọn xuống nào. Ok rồi đấy. Răm dày. Được. Chúc này hết hàng anh nhá. Còn okay. Đâu để phần anh em trên mạng nhá. Rồi, xin cảm ơn anh em.